Tính đến cuối chiều ngày mùng 4 tháng 10, vàng miếng SJC duy trì mức giá tại 84 triệu đồng lượng sau khi tăng 500.000 đồng vào đầu tuần. Vàng bạc đa quý Sài Gòn, SJC, có mức giá là 82-84 triệu đồng lượng, mua và bán ra. Đây cũng là mức giá vàng miếng đang được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu và Doji ở hai thị trường, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Mức trên lệch hai chiều mua bán được duy trì tại 2 triệu đồng lượng. Như vậy, chỉ trong một tháng qua, người mua đầu tư vàng đã có thể lãi 1 triệu đồng lượng đối với vàng miếng SJC. Trong lúc đó, Giá vàng nhẫn nhích nhẹ, giao dịch quanh ngưỡng 83,6 triệu đồng lượng. Doji có mức giá cho vàng nhẫn tại 82,85-83,6 triệu đồng lượng, mua vào, bán ra. Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn tại 82,68-83,58 triệu đồng lượng, mua vào bán ra. Vàng bạc đa quý Sài Gòn, SGC, có mức giá cho vàng nhẫn ở 82-83,3 triệu đồng lượng, mua vào bán ra. Mức trên lịch 2 chiều mua bán có sự phân hóa mạnh, dao động trong khoảng 700.000, 1,3 triệu đồng lượng mặt hàng vàng được săn đón mạnh trở lại. Trong tình trạng khan hiếm, thị trường vàng online bất ngờ rộn ràng với hình thức mua, bán vàng trao tay qua các trang mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Song, xuất hiện nhiều mức giá ảo, cao hơn giá thị trường từ 1 đến 2 triệu đồng lượng. Đáng chú ý, xuất hiện mức giá sốc tại nhiều tài khoản bán vàng online, chỉ 300.000 đồng cho vàng nhẫn trơn. Trước hiện tượng này, các chuyên gia cảnh báo người dân nên thận trọng khi giao dịch vàng để tránh rủi ro mua phải vàng giả, vàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại thị trường thế giới, Giá vàng cũng đang leo thang liên tục tại vùng đỉnh mới 2.660 USD ounce vào cuối tuần này. Quy đổi sang Việt Nam đồng, giá vàng thế giới đang có mức giá khoảng 80,8 triệu đồng lượng, thấp hơn vàng SJC 3,2 triệu đồng lượng, thấp hơn vàng nhẫn 2,8 đồng lượng. Thị trường vàng thế giới hạ nhẹ sau thông tin, một số lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, thông báo về việc đưa lạm phát lùi về mục tiêu 2%. Điều này có thể làm mất nhiều thời gian hơn dự kiến, hạn chế khả năng cắt giảm lãi suất. Vàng đang trở nên kém hấp dẫn hơn trong bối cảnh đồng đô la Mỹ tăng trở lại. Song, nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn tài sản vào mặt hàng kim loại quý này khi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông leo thang, giúp giá vàng giảm không quá sâu. Dưới phân tích vẫn có góc nhìn tích cực tới vàng. Chiến lược ra thị trường cấp cao của RGO Futures, Bob Habercon cho biết, vàng vẫn duy trì được ngưỡng cao kỷ lục chủ yếu là do lo ngại về tình hình xung đột tại Trung Đông, thậm chí còn có thể đẩy giá vàng lên mốc 2.700 USD. Nhà phân tích của Zan Metals, Peter A. Grant cho biết thêm giá vàng thế giới đang có sự cân bằng giữa các yếu tố địa chính trị chính sách tiền tệ của Mỹ và sự tăng giá của đồng đô la Mỹ. Đưa ra dự báo cho giá vàng, ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ đã nâng mức tăng thêm 200 đô la Mỹ từ mức 2.700 USD ounce lên mức 2.900 USD ounce vào đầu năm 2025.